nhằm kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, thì tại Hội Văn học nghệ thuật, tạp chí Chiêu Anh Cát ở số 380 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá có tổ chức triển lãm tranh ảnh nghệ thuật. Thì triển lãm tranh ảnh nghệ thuật thì tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017 với cái chương trình là giới thiệu tác giả tác phẩm, thì tối ngày 31 tháng 8 2017. Sau đây thì mình sẽ mời các bạn xem toàn bộ các ảnh được tổ chức tại triển lãm mà các bạn không có dịp đi xem thì có thể xem trên đây. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy hay thì vui lòng đăng ký kênh của mình nhé. Mọi like, comment hay thắc mắc gì đó các bạn có thể viết ở dưới để mà mình có thể giải đáp. Cảm ơn các bạn. Cái tranh thủ ghé, sợ mưa. Ô, bộ ảnh này đẹp quá à, chất lượng ghê. Thank you.
Chi phối nữa kìa.